Chào mừng các bạn đến xem hiếu.vn. Hôm nay mình sẽ mở hộp và trải nghiệm các tính năng nổi bật của dòng camera mới, camera IP Wi-Fi và ăn sát trong nhà đến từ thương hiệu EZVIC. Ở đây thì mình có hai mẫu, đó là EZVIC CSCV246, một mẫu là với độ phân giải 1 megapixel HD 720 và một mẫu 2 megapixel 1080p. Thì về thiết kế hộp bên ngoài thì các bạn thấy của hãng EZVIC được thiết kế khá là đơn giản. Cạnh bên các bạn có thể thấy được 80 tính năng nổi bật nhất của camera: khả năng xoay, khả năng phát hiện chuyển động, chế độ ngủ và kết nối Wi-Fi ở bên tầng 2.4GHz, quan sát hồng ngoại 10m, hỗ trợ đàm thoại, cảnh báo và hỗ trợ thi nhớ lên đến 128GB. Mặt sau thì các bạn có thể nhìn thấy được thông tin của sản phẩm. Đầu tiên bạn sẽ thấy được một chiếc camera như thế này. Tiếp đến là một cái cuốn sổ hướng dẫn và một chiếc hộp chứa phụ kiện ở bên trong, một cái tem, một cái chân đế, một bộ ốc vít, một cáp sạc và một sợi dây cáp micro USB với độ dài khoảng 3m, giúp các bạn thoải mái để mình lắp đặt ở những vị trí xa. Và bây giờ mình sẽ đi sâu về cái thiết kế bên trong của camera CSCV246, thiết kế hình tròn như thế này, có thể xoay gần như là 360 độ và xoay lên xoay xuống như thế này. Ở mặt trước là có một cái thấu kính khoảng 4mm và hai bên có hai cái đèn LED hồng ngoại hỗ trợ các bạn quan sát tốt vào ban đêm với độ tầm nhìn xa lên đến 10m. Và ở dưới này là có một cái đèn báo. Ở phía cạnh bên sẽ là có hai cái loa hai bên hỗ trợ các bạn có thể đàm thoại hai chiều. Ở mặt sau thì có một cổng micro USB để cấp nguồn cho camera và một cái cổng mạnh LAN giúp các bạn truyền tín hiệu tốt hơn. Phần dưới các bạn có thể thấy được thông tin tên của sản phẩm và một cái mã code, và có những cái khe để các bạn có thể bắt lên tường, và xung quanh còn có 4 cái miếng đệm cao su để các bạn có thể đặt trên mặt mặt phẳng. Để quan sát và theo dõi camera thì các bạn có thể tải một cái ứng dụng tên là EZVIC về điện thoại của mình, và mình sau đó mình quét cái mã vạch. Đối với camera CSCV246, các bạn có hai hình thức kết nối: hình thức kết nối Wi-Fi hoặc là dùng dây mạng LAN để kết nối trực tiếp. Và đây là cái giao diện màn hình quan sát của camera CSCV246 trên điện thoại. Thì ở trên màn hình điện thoại có rất là nhiều tùy chỉnh cho các bạn. Các bạn có thể điều chỉnh xoay, mình điều chỉnh lên xuống hoặc là xoay ngang, xoay dọc 350 độ. Còn một cái tính năng khá là hay ở cái phần này thì camera có thể tự động phát hiện chuyển động khi có cái người di chuyển ở cái khu vực lắp đặt vị trí camera. Khi bạn bật chế độ này lên thì camera sẽ tự động xoay. Các bạn có thể thấy rằng camera xoay di chuyển rất là linh hoạt. Khi có người chuyển động thì camera sẽ quay theo, tự động xoay theo cái đối tượng chuyển động, giúp ngăn ngừa những cái tình trạng có ai đột nhập căn nhà của các bạn. Các bạn thấy camera có độ nhạy cao. Ngoài ra thì camera có hỗ trợ đàm thoại hai chiều. Alo. Alo. Camera phát ra cái tiếng kêu giúp các bạn đàm thoại với người nhà. Trong quá trình xem camera thì các bạn có thể bắn màn hình hoặc là ghi hình lúc mà mình xem camera. Ngoài ra camera còn có một cái tính năng là đó là cái chế độ bảo mật hoặc là chế độ riêng tư. Các bạn không có muốn mình cần những khoảng không gian riêng tư thì mình có thể chọn vào đây. Camera sẽ bật chế độ ngủ và tạm thời ngừng cái chế độ quan sát. Trên màn hình camera thì sẽ có những cái tùy chỉnh dễ dàng để các bạn tùy chọn tạm dừng video hoặc là thu những cái âm thanh ở hiện trường. Xem 4 camera trên cùng một màn hình điện thoại, chọn cái độ phân giải cho camera với cái độ nét cao hoặc là xem toàn cảnh. Và giao diện của camera hoàn toàn là bằng tiếng Việt, tương đối rất là dễ dùng. Các bạn có thể cài đặt như là cài đặt ánh sáng hồng ngoại
ánh sáng đèn LED thông báo hoặc là thông báo báo động. Các bạn có thể bật cái tính năng thông báo báo động như thế này, thì camera khi phát hiện cái chuyển động thì sẽ gửi một cái thông báo về trên điện thoại của bạn. Bạn sẽ nhận được một cái thông báo khi có người di chuyển trong cái khu vực mà mình lắp đặt camera. Ngoài ra bạn cũng có thể định dàn lại ngày giờ hoặc là cài đặt wifi. Ngoài ra nếu mà muốn chia sẻ cho một người thân trong gia đình cùng sử dụng, các bạn có thể nhắm vào đây để mình chia sẻ thêm cái tài khoản. Dòng camera này đang có giá bán chính hãng tại hệ thống hiếuhiền.vn với chế độ bảo hành 24 tháng. Nếu bạn nào đang quan tâm về sản phẩm thì mình có thể nhấp vào link mô tả bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp.